Hello, xin chào các bác. Bên em lại ứng tạm những video khoảnh khắc cuối ngày. Đây là đơn cuối ngày. Buổi sáng một xe và buổi chiều tối lại phải một xe. Trực tiếp bên chú bên bưu điện hay Viettel nhỉ? Bưu điện anh. À bưu điện. Được. Sáng thì Viettel, chiều thì bưu điện. Anh em nhận đấy, nhận theo kg nhé, rất là cẩn thận. Các đơn đi các tỉnh thành các bác nhá. Đây, ba khách này là ở Tháp Chàm này, Linh Thuận này. Bộ cao kê 5 món, 5 kiện đủ tiền. Ba đã chuyển đủ tiền cho em này. Đấy, trả luôn cả tiền cước luôn này. Rất nhiều bác thanh toán đủ tiền. Đủ tiền này. Rất nhiều bác trả đủ tiền. Đây có bác thì thu 3,5 triệu này. Rất nhiều. Đây mic này đủ tiền này. Đấy. Rất nhiều. Nói chung là nhiều bác thì đặt cọc. Ai đủ tiền này, 308 này, BB308 đủ tiền này. Đấy. Đủ tiền này. Thực sự đây là sự tin tưởng của các bác trên mọi miền Tổ quốc đặt hàng bên em. Đấy. Đủ tiền này. Đây, ghi là thu tiền nhưng mà sau bác lại bắn tiền tiếp này. Đủ luôn. Em chú ý những đơn thu tiền nhá. Cái này lại đủ tiền. Và đây tạm ứng buổi chiều. Cảm ơn các bác nhá. Đơn này thu tiền này. Đấy, đơn này bác thì bắn 100.000 này. Đấy, thu 900. Vâng, cảm ơn các bác nhá. Em tạm ứng một video gọi là buổi chiều. Hôm nay là tổng là 3 xe hàng đó. Sáng là Viettel. Và tầm trưa là một xe bưu điện. Cuối ngày cố gắng chuyển lốt các bác nhá. Đấy, cố gắng anh em bưu điện đến hỗ trợ. Cảm ơn các bác trên mọi miền Tổ quốc tin yêu đã đặt hàng bên Ngọc Quang Bắc Giang. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.